Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm cho mày dạng. Hôm nay thầy xin dẫn các em làm bài tập trong sách bài tập khoa học tự nhiên sao? Sách kết nối chi thức của cuộc sống nhé. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ bài số 13 một số nguyên liệu nhé. Giờ trước hôm là mình sẽ làm câu 13.1. Khi khai thác quan sát ý nào sau đây là không đúng? Mình nhớ là mình sẽ chọn ý không đúng nhé. Câu A là khai thác tiết kiệm vì nguồn quặng có hạn. Như vậy là câu này là câu đúng. Vì quặng ngày càng cạn kiệt, đúng không? Nên không thể tái tạo được. Câu B là tránh làm ô nhiễm môi trường. Đây cũng là câu đúng. Trong khi khai thác mình phải bảo vệ môi trường để tránh làm ô nhiễm môi trường. Và câu C là nên sử dụng các phương pháp khai thác hữu cơ. Như đây là câu không đúng nhé. Mình phải sử dụng ở phương pháp hiện đại để mình khai thác, đúng không? Vì phương pháp hữu cơ sẽ dễ gây nguy hiểm. Như vậy câu 13.1 mình sẽ chọn đáp án C. Đáp án C chính là đáp án không đúng nhé. Mình phải sử dụng phương pháp hiện đại chứ không phải là sử dụng phương pháp hữu cơ để khai thác. Còn câu D là chế biến quặng thành sản phẩm có giá trị để nâng cao hiệu quả kinh tế là câu đúng. Tiếp theo sẽ là 13.2. Nguyên liệu nào sau đây được sử dụng trong lò nung vôi? Như vậy là đá vôi, cát, gạch, đất sét. Như là sử dụng lò nung vôi thì chắc chắn phải sử dụng đá vôi giờ, đúng rồi. Như vậy câu này quá dễ, mình sẽ chọn đáp án A nhé. Đúng rồi, nguyên liệu sử dụng trong lò nung vôi chắc chắn là phải đá vôi. Người ta sẽ sử dụng đá vôi, người ta nung sẽ thành vôi tốt, đúng rồi. Giờ tiếp theo là 13.3. Sau khi lấy quặng ra khỏi mỏ cần thực hiện quá trình nào để khu được kim loại từ quặng? Đáp án A là bay hơ. Đáp án B là lắng gẹn. Đáp án C là nấu chảy. Và đáp án D là chế biến. Như giờ sau khi lấy quặng ra khỏi mỏ thì người ta phải chế biến, đúng không? Để biến thành, người ta chế biến để người ta lấy kim loại ra, đúng không? Như vậy là mình sẽ chọn đáp án D nhé. Tiếp theo sẽ là 13.4. Hãy kể tên một số nguyên liệu tự nhiên thường dùng ở Việt Nam. Như vậy là mình thấy là những nguyên liệu được lấy từ tự nhiên ở Việt Nam như là đất nè, đá nè, đất đá thì người ta sử dụng trong xây dựng, quặng và dầu mỏ thì người ta để chế biến, quặng thì người ta sẽ chế biến để lấy kim loại, còn dầu mỏ thì người ta sẽ chế biến để làm thành xăng dầu, đúng không? Hoặc là đá vôi để sản xuất cho vôi sống, đúng không? Từ quặng sẽ sản xuất ra sắt, nhôm, đồng. Đất và cát, đất đá cát để sản xuất ra xi măng, thủy tinh. Dầu mỏ để chế biến các hóa chất như nguyên liệu nhân tạo, sản xuất phân bón và những chiều sâu nhé. Giờ thầy sẽ trả lời câu 13.4 nhé. Giờ như vậy là thầy sẽ trả lời câu 13.4. Nguyên liệu được lấy từ tự nhiên ở Việt Nam thì mình thấy là có đất, đá, là cát, là quặng, là dầu mỏ. Đá vôi, đúng không? Đá vôi để sản xuất ra vôi sống. Từ quặng sản xuất ra sắt, nhôm, đồng. Đất, đá, cát thì để sản xuất xi măng và thủy tinh. Ngoài ra có thể làm trong xây dựng cũng được. Dầu mỏ để chế biến các hóa chất, nguyên liệu nhân tạo và sản xuất phân bón và thuốc trừ sâu luôn. Giờ như mình xong 13.4, mình sẽ qua tiếp 13.5 nhé. Tiếp theo là 13.5, từ hình ảnh gợi ý hình 13, em hãy cho biết ứng dụng của đá vôi trong thực tiễn đời sống nha. Như vậy là ở đây mình thấy là cái hình này, thì người ta sử dụng đá vôi sẽ đưa vào lò nung vôi và cho hang vào nung. Thì sau đó người ta sẽ lấy ra sản phẩm chính là vôi sống, đúng không? Như vậy đó, đá vôi có thể được sử dụng để sản xuất vôi sống. Còn hình bên đây thì mình thấy là người ta làm phấn viết, đúng không? Phấn viết bản từ đá vôi. Và hình bên đây là người ta làm gạch lát đường. Và hình bên đây là người ta dùng để tạc tượng. Đây là tượng nhân sư, đúng không? Giờ như là mình sẽ trả lời câu 13.5 nha. Như vậy đá vôi có thể được sử dụng để sản xuất vôi sống, làm phấn viết bản, gạch lát đường hoặc là tạc tượng nha. Giờ như mình xong 13.5, mình sẽ qua tiếp 13.6.
Người ta thường chế biến đá vôi thành vôi tươi để làm vật liệu trong xây dựng. Em hãy kể tên một số nơi khai thác đá vôi để nung vôi ở nước ta nhé. Như vậy là người ta thường chế biến đá vôi thành vôi tươi để làm vật liệu trong xây dựng. Em hãy kể tên một số nơi khai thác đá vôi để nung vôi ở nước ta. Mình sẽ kể tên đúng rồi. Như vậy, nước ta có nhiều núi đá vôi nên có nhiều nơi để khai thác đá vôi để nung vôi dải rác khắp cả nước. Một số tỉnh có nhiều thế mạnh để sản xuất vôi như là Thái Nguyên nè, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Tây Ninh, Hoài Kiên gì đúng không? Giờ thầy sẽ trả lời câu 13.6 nha. Như vậy là nước ta mình sẽ trả lời là nước ta có nhiều núi đá vôi nên có nhiều nơi để khai thác đá để nung vôi dải rác khắp cả nước. Một số tỉnh có nhiều thế mạnh để sản xuất vôi như là Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Tây Ninh, Hoài Kiên Giang nha. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng nha. Tiếp theo là 13.7, em hãy cho biết nguyên liệu chính để chế biến thành. Câu A là chế biến đường ăn. Như vậy mình thấy là người ta chế biến đường ăn từ cây gì? Chính là từ cây mía đường, đúng không? Như mình trả lời là cây mía sẽ là nguyên liệu sản xuất ra đường ăn. Còn gạch, theo các em thì người ta sản xuất gạch từ nguyên liệu gì? Chính là từ đất sét nha, đúng không? Thì đất sét sẽ là nguyên liệu sản xuất ra gạch. Gạch này người ta gọi là gạch nung, có nghĩa là người ta dùng đất sét người ta nặn thành viên gạch, giờ người ta cho vào lò nung. Nung một thời gian thì nó sẽ cứng lại. Lúc này thành mình sẽ được một viên gạch rất là cứng. Còn đất sét thì nó sẽ mềm, đúng không? Tiếp theo là mình sẽ có nguyên liệu để sản xuất xăng chính là dầu mỏ, đúng không? Từ dầu mỏ thì người ta sẽ chiết xuất được xăng, dầu và rất nhiều chất nữa, đúng không? Giờ thầy sẽ trả lời câu 13.7 nhé. Như vậy câu A mình trả lời là cây mía sẽ là nguyên liệu sản xuất ra đường ăn. Câu B mình trả lời là đất sét là nguyên liệu sản xuất ra gạch. Và đất sét người ta có thể là sản xuất ra ngói cũng được. Và câu C thì dầu mỏ sẽ là nguyên liệu sản xuất ra xăng. Và như vậy mình xong 13.7 mình sẽ qua tiếp 13.8. Giờ tiếp theo là 13.8. Hãy tìm hiểu trên bản đồ khoáng sản và kể tên một số quặng quan trọng ở Việt Nam nha. Giờ như vậy là mình sẽ lên mạng để mình tìm hiểu về bản đồ khoáng sản. Thì mình thấy là nước ta có nhiều mỏ quặng như là quặng sắt ở Thái Nguyên, quặng bauxit ở Tây Nguyên, đúng không? Giờ thầy sẽ trả lời câu 13.8 nha. Như vậy nước ta sẽ có nhiều mỏ quặng như là quặng sắt ở Thái Nguyên và quặng bauxit ở Tây Nguyên nha. Giờ trả lời xong câu hỏi. Như là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy dạng gì thì bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em đừng chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt. Tạm biệt các em nhé.